Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Death is like the wind, always by my side. Stop enemies from gaining the might buff. Các bạn nào nhận ra giọng nói và hình ảnh vừa rồi là của vị tướng nào và trong game nào nhỉ? Một vị tướng quốc dân, tướng của Sử Nhi hoặc là Thánh Chém Gió, nói chung là rất là nhiều cái tên khác nhau. Không chỉ riêng lời nói khi các bạn chọn tướng, nó còn có rất nhiều câu nói khác khi chúng ta dùng kỹ năng, khi di chuyển, khi khiêu khích hoặc khi ngóng mục tiêu. Và cũng không chỉ mình Yasuo, tất cả các vị tướng còn lại đều có những câu nói riêng tạo nên tính cách đặc trưng riêng của chúng. Những câu thoại này còn thú vị hơn khi chúng ta có biết qua về câu chuyện của nó. Mình có thể kể ví dụ như: The black rose shall bloom once more. The cycle of life and death continues. We will live, they will die. Bên cạnh đó là những hiệu ứng khác mà chắc chắn nếu đã từng chơi qua game các bạn đã được nghe như: Welcome to Summoner's Rift. You have been slain. You have been slain. Oh yeah! You have been slain. Oh, yeah! You have been slain. Nhưng chúng ta đã bao giờ tự hỏi nó nói cái gì vậy? I have a Vietnamese name, but you could call me Kent. Mình ở đây để chia sẻ quá trình học tiếng Anh của một giáo viên phát âm bằng game đã diễn ra như thế. Quay trở lại quá khứ vào năm 2013, mình chuẩn bị quá trình lên đại học năm nhất và bắt đầu làm quen với tựa game này. Mình hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những con tướng hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều mình cảm thấy khác biệt với những tựa game cùng thời điểm, cụ thể hơn là Dota 2, một chiếc game nhái từ Liên Minh, thì đây là game khá nhiều người chơi, có chỉ dẫn cụ thể và chi tiết bằng tiếng Việt. Sau khoảng 20 level đầu tiên, khi mà còn chưa cả được chơi hệ thống xếp hạng, thì mình ra rằng mỗi con tướng sẽ có những hoàn ảnh và những câu nói riêng. Và trong quá trình mình học chơi game từ những pro player như QTV, Diamond Prox, RT hay là Double Lift, mình đã tìm được một số website khá thú vị liên quan đến game, ví dụ như là Honor King. Đây là nơi mà bạn có thể xem được là những con tướng mà mình hay thường chơi sẽ có những hoạt ảnh và những câu nói riêng biệt như thế nào. Và website thứ hai đó chính là Lore Wiki. Đây là nơi mà mình có thể tìm ra được tất cả những câu nói của con tướng mà mình hay thường chơi, và mình nghĩ là bạn cũng vậy. Đây là lý do tại sao mà mình sắp kỷ niệm 10 năm gắn bó với tựa game đến mình huyền thoại, mặc dù là mức rank cao nhất mà mình đã từng đạt được chỉ là dừng lại ở kim cương 4 mà thôi. Mặc dù rất ham, rất thích vì lần đầu tiên mình có thể chơi một tựa game chiến thuật một cách nghiêm túc, chứ hồi trước chơi đế chế mình toàn chơi cheat không. Mình đã cân đối thời gian học ở trên lớp cũng như là thời gian chơi game để làm sao vừa có được kết quả học tập, vẫn giữ được ở một kết quả tốt. Bên cạnh đó là vẫn có thời gian khoảng tầm từ 1 cho tới 2 tiếng mỗi ngày để có thể vui vẻ và giao lưu cùng các bạn bè sau những giờ học căng thẳng. Khi chơi một số tướng nhất định, mình nhận ra một số lỗi phát âm cơ bản mà mình thấy đa số những bạn, kể cả có giao tiếp, đang mắc phải khá nhiều. Đầu tiên là về phát âm với những chữ có 2 hoặc 3 phụ âm cuối như Orianna. Protect. Như các bạn vừa nghe thì âm K và âm T ở cuối của chữ Protect được bật lên khá là rõ ràng. Người nói tiếng Anh bản địa còn nói không nhỉ? Thực ra là có, nhưng mà bởi vì một phần là do môi trường, có thể là do môi trường bên ngoài quá là ồn ào chẳng hạn, hoặc là có thể lúc đấy chúng ta đang bận tập trung để nghe xem là người ta đang listening chúng ta về những cái chủ đề gì, thì chúng ta sẽ không thể nào nghe được rõ những âm, ví dụ như cái âm K ở giữa chẳng hạn. Hơn nữa, việc Orianna là một quý cô dây cót, hay chính xác hơn là một con robot như Blitzcrank, nên sound effect của chúng là hoàn toàn khác biệt về mặt phát âm, rõ rệt hơn và cụ thể hơn. Điều này khá tương đồng với những tướng có trang phục máy móc hoặc siêu phẩm, có thể kể tới như Choose your moment wisely. No technique is forbidden. Nhưng chúng ta sẽ học phát âm như thế nào nhỉ? Đầu tiên ấy là nếu mà đang trong quá trình combat chẳng hạn thì lúc đấy chúng ta sẽ nên tập trung vào trận đấu hơn. Còn nếu trong quá trình mà chúng ta đang từ nhà đi ra đường chẳng hạn, hoặc là lúc mà chúng ta đang farm lính một cách rất là hòa bình, và khi đó là chúng ta sẽ tập quá trình listening của mình. Còn nếu trong combat thì hãy chú ý tới trận đấu hơn nhé, bởi vì game và đồng đội thì vẫn quan trọng hơn tất cả trong thời gian đó. Mình bước đầu tiên đã bập bẹ đọc như một đứa trẻ 3 tuổi theo tướng. Lúc đó mình đã phát âm và nhận dạng từ khá tệ, thậm chí chưa biết được từ phát âm ra là gì. Nhưng cứ đọc trước đã. Nếu thấy cách đọc của tướng đó hay, hoặc đơn giản là mình muốn master được nó, kể cả về mặt kỹ năng và hiểu về nhân cách và cốt truyện của tướng, mình sẽ lên đó là Wiki, tìm chính xác vị tướng đó, bấm nghe, sau đó đọc lại
một cách chuẩn chỉ. Nếu gặp một từ mà kể cả khi nghe lại trên web vẫn khó ngoài sức tưởng tượng, mình dùng thêm một trợ thủ đắc lực nữa, đó chính là từ điển Cambridge. Mình lấy ví dụ từ history nhé. Tại đây chúng ta nắm được các thông tin cụ thể theo cách đọc của dạng IPA, phân biệt cách đọc Anh Mỹ và Anh, nghĩa của từ được viết bằng tiếng Anh và quan trọng nhất là các biến thể của từ và ví dụ từ đó trong từng câu cụ thể. Cũng là một cách học từ vựng thông qua sự ấn tượng của từ đó. Khá là thú vị đúng không nào? Rồi sau đó kỹ năng speaking của mình đã cải thiện hơn rất là nhiều. Phát âm cũng đã chuẩn hơn và nhất là kỹ năng listening của mình đã tiến bộ vượt bậc. Lý do là bởi vì có những con tướng mà nó có những vocal nó hoàn toàn khác biệt và nó không phải là tiếng người theo một cách bình thường nữa. Thế nhưng một phần nhờ những lúc mà mình đã học xong bài và không chơi game, mình cũng đã chịu khó lên là wiki để tìm hiểu thêm về những câu thoại riêng của những tướng mà mình chưa chơi bao giờ. Hoặc đôi khi nó là những câu nói cực kỳ thường nhật mà chúng ta có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Mình sẽ lấy ví dụ một vài câu và sau đó mình sẽ đọc theo. Chúng ta sẽ cùng để ý tới những âm S, nối âm và những phụ âm đuôi nhé. Stand with me, brothers and sisters. Stand with me, brothers and sisters. Everyone wears a mask. I just chose to create my own. Everyone wears a mask. I just chose to create my own. Promises must be kept. Promises must be kept. Master yourself, master the enemy. Master yourself, master the enemy. Doubt is the greatest enemy. Doubt is the greatest enemy. Looking good. Looking good. Every mistake is a lesson. Every mistake is a lesson. The road to ruin is shorter than you think. The road to ruin is shorter than you think. Như các bạn đã biết thì số lượng tướng hay champion trong Liên Minh là rất lớn, lên tới con số là hơn 120. Và giống như tất cả mọi người khác thì mình hay là kể cả bạn cũng vậy thôi, không có ai chơi mãi một con tướng cả. Và đó là khi mà mình nhận ra được sự tỉ mỉ, kỳ công và chăm chút của Riot tới đứa con cưng mình. Cốt truyện là thứ tạo nên khung xương trong mỗi game. Đúng rồi đấy, bất cứ một game nào cũng sẽ có cốt truyện cả. Như Among Us kể về câu chuyện giữa các phi hành gia làm các nhiệm vụ khác nhau trên tàu không gian bị kẻ xấu đột nhập và tìm ra kẻ giả mạo imposter trên tàu không gian. Battle for V1 đưa chúng ta về thế chiến thứ nhất đầy bùn đất, mưa và lần đầu tiên xe tăng có mặt trên chiến trường khi mà Hitler vẫn còn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm nhiệm vụ đưa tin tức và mệnh lệnh giữa làn khói đạn khốc liệt. Và khi tìm hiểu về cốt truyện của Liên Minh, chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc chiến giữa Nosus và Demacia. Ionia là nơi biến giọng nói của Varus trở nên có tiếng vang. Tình yêu giữa chú bé từng nhìn Lee Sin và đợt ca tài tử Sona. Giữa cậu bé lông lá Wukong và cô bé Auri. Nghe được cặp đôi Saya và Rakan thả thính nhau trong suốt cả trận đấu. Biết được lý do tại sao Vi lại có đôi găng tay to hơn cả cơ thể. Biết được công dụng của cái kính mà Master Yi đang đeo trên mặt. Viego thực sự đi tìm vợ của mình hay đơn giản là không vô danh trong cửa hàng. Có Javan đệ tứ, vậy thì Javan đệ tam đã xảy ra chuyện gì? Mình đã tìm được nguồn tài liệu vô cùng lớn bằng tiếng Anh tại universe.leagueoflegends.com, nơi mình có thể vừa đọc và hiểu thêm về game mà mình cực kỳ yêu thích. Tuy có rất nhiều từ khó liên quan tới nhiều lĩnh vực và chủ đề khác nhau, nhưng nó lại là một nơi thật tốt để mình có thể trau dồi thêm nguồn từ vựng mới cho bản thân. Vì theo mình thì một trong những cách giúp mình ghi nhớ được từ vựng tốt nhất đó là có ấn tượng với nó. Vậy là mình đã học listening bằng chính những câu thoại hay speech của trên dưới 80 tướng khác nhau. Luyện speaking bằng nền tảng listening và đọc lại tất cả những câu mình nghe được. Luyện reading bằng cách đọc hiểu cốt truyện của game và cuối cùng writing dựa trên nền tảng mà mình đã đọc được từ chính kỹ năng reading. Vào đầu năm 2017, tức là sau khoảng 3 năm kể từ khi mình bắt đầu lục lọi về game, mẹ mình có hỏi là nếu mà cô muốn thi lấy chứng chỉ gì đó thì mẹ mình sẽ đầu tư, và mình chắc chắn là đã không thể nào từ chối được cái lời đề nghị rất là ok đó. Tuy nhiên với suy nghĩ chưa từng tìm hiểu qua hay là cũng chưa từng ôn luyện bất cứ một bài IELTS nào trước đó, mình chân ướt chân ráo và đi đăng ký và thi IELTS tại British Council. Thật bất ngờ làm sao mình được 7.5 overall với 800 câu speaking cùng lời khen sử dụng nhiều từ vựng khá là trôi chảy và có phát âm cũng rất là tốt nữa. Cùng lúc đó mình nhận được số điểm 785 TOEIC khi thi lần thứ hai tại nơi mà mình đang học khi đó. Và đó là toàn bộ quá trình mà một game thủ đã kiếm được số điểm IELTS tốt nhờ game như thế nào. Tuy rằng khi đó mình có làm các công việc khác liên quan tới tiếng Anh cũng đã giúp mình trau dồi thêm ngoại ngữ này khá là nhiều. Nhưng không thể nào phủ nhận được sự quan trọng của game.
và những gì mà mình đã học được từ nó. Và đó là cách mà mình nghĩ rằng có thể khá là hữu dụng đối với cả những ai mà đang gặp bế tắc trong quá trình học ngoại ngữ, không chỉ riêng tiếng Anh. Mà nó còn là một niềm vui khi mà chúng ta vừa có thể vừa học vừa chơi được cùng với cả bạn bè của mình nữa. Ok, cảm ơn bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn luôn cân bằng được giữa việc học và việc chơi để có thể có được kết quả thật là tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều.